Thưa quý vị, tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc, có một địa danh văn hóa giàu giá trị lịch sử, đó là nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải, nơi lưu giữ nhiều tư liệu hiện vật được sưu tầm, phục dựng, gắn với đội hùng binh Hoàng Sa cách đây hơn 400 năm, nhắc nhớ mỗi người về chủ quyền đất nước và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là một trong những địa điểm đáng nhớ mà nhóm phóng viên thời sự Đà Nẵng TV được dịp ghé thăm trong hành trình cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm đảo Lý Sơn vừa qua. Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải do chú Nguyễn lập ra vào khoảng cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17 nhằm tăng cường quản lý vùng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hàng năm, khoảng 70 trai tráng được lựa chọn từ cư dân vùng biển Trung Bộ để ra khơi đánh bắt và thu lượm sản vật. Về sau, họ đảm nhận thêm nhiệm vụ đo đạc, thủy trình, vẽ bản đồ, cắm mốc chủ quyền. Để tưởng nhớ công lao của những hùng binh Hoàng Sa, từ năm 2007, tại đảo Lý Sơn đã khởi công xây dựng nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải để lưu giữ những tư liệu hiện vật của cha ông qua các thời kỳ lịch sử giữ gìn vùng trời, vùng biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đối với người dân của Lý Sơn, là cái ngư trường Hoàng Sa là ngư trường truyền thống. Rất nhiều ngư dân của Lý Sơn là cả cuộc đời của họ ở ngoài Hoàng Sa nhiều hơn ở nhà. Một tấc đất vẫn không rời, một mét biển vẫn không đi. Hiện nay ngư dân Lý Sơn người ta vẫn bám biển tại khu vực Hoàng Sa này. Thì thế hệ con cháu chúng tôi luôn mong muốn là tiếp tục nối bước cha ông mình để bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa. Được ghé thăm nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 mang lại những cảm xúc khó tả, vừa là niềm vui, vừa là sự tự hào cho các thành viên trong đoàn công tác, đặc biệt là đối với các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong đoàn. Không thể hình dung được là từ thế kỷ thứ 16 đã có những con thuyền mỏng manh của những người Việt đi tới Hoàng Sa và họ biết rằng những cái chuyến đi ấy có thể sẽ không bao giờ có ngày trở về cả. Có những cái lễ khao lề thế lính mà đó sẵn một manh chiếu, sẵn những thẻ tên, sẵn những hình nhân thế mạng để với một cái hy vọng rằng là cái chuyến đi ấy người có thể trở về. Nhưng biết bao nhiêu người đã không bao giờ trở về nữa. Cái điều ấy khiến cho tôi vô cùng xúc động. Cha ông ta đã giữ chủ quyền của biển đảo từ mấy mươi năm như thế, từ hàng ngàn năm như thế và đến ngày hôm nay. Thế hệ trẻ chúng ta khi được lắng nghe những cái câu chuyện ấy, được chứng kiến lại, được xem lại tất cả những cái hình ảnh, những cái kỷ vật ở tại nơi đây, thực sự là không chỉ xúc động, không chỉ xúc động, đó còn là niềm tự hào. Với nguồn tư liệu hiện vật sinh động, xác thực và khoa học, những năm gần đây, nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trên huyện đảo Lý Sơn tiếp tục trở thành địa chỉ đỏ để người dân cả nước đến tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, từ đó thêm biết ơn, khâm phục trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước và nâng cao nhận thức trách nhiệm về việc bảo vệ chủ quyền đất nước. Cái nhà trưng bày là được xây dựng từ năm 2007 và hoàn thành năm 2009 rồi. Nói chung là hiện nay là đã rất là nhiều năm. Tư liệu hiện nay thì nó không đủ, nên là huyện Lý Sơn đang có cái kế hoạch là nâng cấp nhà trưng bày này lên, mở rộng nhà trưng bày này ra, trưng bày nhiều cái hiện vật hơn để cho nó phong phú, đón tiếp du khách.